Ngài nhìn ra các cô hữu thọ lên các vị đồng tuyển hay cho con cháu của các vị. Xin mời ạ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bậc cha mẹ cùng tất cả các con cháu hiếu thảo, hôm nay ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức là vào ngày 4 tháng Giêng, ngày Tết tại tổ dân phố Nghi Trung, ngày Tết mừng tuổi, mừng xuân, mừng đảng. Thưa các vị cao niên và tổ dân phố, là một người đại diện cho bậc con cháu hôm nay, biết tôi xin kính chúc cho quý ông bà, các bậc cha mẹ cùng tất cả các bậc con cháu hôm nay một lời chúc sức khỏe và toàn bộ hạnh phúc. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, tất cả các vị đại biểu, được một người làm con, làm cháu trong một gia đình có người mẹ cao tuổi như mẹ tôi năm nay 95 tuổi, vì sức khỏe anh cũng không thể đến được. Đây là một lời chúc phúc mong ban tổ chức cùng tất cả các cụ và con cháu tạo cho tôi một sự thông cảm và lòng hiếu thảo vì không đến được. Và đúng nhân dịp được xuân mới, đời năm mới, tôi xin kính chúc tất cả các cụ ông của bà và tất cả các bậc con cháu gửi đến tất cả các ban tổ chức một lời cảm ơn và tổ chức một buổi lễ long trọng ngày hôm nay để các cụ được gặp mặt, để con cháu được giao lưu trong buổi lễ long trọng này. Một lời nữa cuối cùng xin chúc tất cả các cụ ông của bà và tất cả các vị cao niên và các con cháu một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Sau đây công minh xin được trình bày hát về tổ quốc tôi đạo trèo. Tôi đi suốt chiều dài ruộng đồng sông núi biển trời, nghe trái tim sao chuyến bồi hồi làm xuân sang bao niềm vui mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tâm tình sự một buổi lúc họ hôm nay đầy ý nghĩa.